Vâng, ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Xì Kẹo nhá. Thì ngày hôm nay mình đã chuẩn bị một cái bộ quần áo rất là đẹp luôn. Đây chính là bộ quần áo nữ yêu tinh nha. Gì vậy? Ông nào bắn tôi vậy? Quầy đậu xanh thanh niên làm gì vậy hả thanh niên? Rồi xong, cái chết cực kỳ là đáng lòng cho thanh niên đầu tiên luôn. Cơ bản thích ngáo đá làm gì cơ, thích bắn mình cơ, nên là bây giờ chết thảm thương chưa. Ok, bây giờ thì mình cũng đã trang bị thêm được một cái khẩu súng tiểu liên. Khẩu này có tên là UMP. Và phải nói là cái sát thương của khẩu súng này cũng khá là cao. Đậu xanh, gì vậy, thanh niên nào vậy? Quầy cái đậu xanh, cái đậu xanh làm gì vậy hả thanh niên? Quẩy đậu xanh. Xong luôn. Ok, thế là xong hai thanh niên. Công nhận là các bạn chơi gắt thật cơ. Quẩy đậu xanh. Trong nhà này là hình như là có một thanh niên vừa chết thì phải này. Quẩy. Gì nữa vậy hả? Ông nào vừa bắn tôi vậy? À đây. Úi giời. Xong luôn. Đáng lòng thanh niên. Quẩy mấy ông ơi, tha cho tôi với. Mấy ông chơi dồn dập cái kiểu này làm sao mà tôi chơi được. Kia hả? Còn đúng 11 viên đạn súng trường. Chơi này luôn. Ui giời ơi, quá đẹp luôn anh em ạ. Kiểu là vừa hết đạn súng trường thì mình cũng đã kịp thời giết được thanh niên này luôn. Đấy, công nhận là hên thật. Mà nếu như kể cả là tôi hết đạn thì tôi có thể rút cái khẩu súng tiểu liên ra, chơi vẫn khá là ok. À được rồi, không biết là ở trong cái khu này còn ai nữa không nhỉ? Đây cái gì kia? Ồ, tứ thương hả? Ngon. Đây, chạy thử qua cái khu này xem. Phía trước mặt chúng ta thì sẽ có một cái chòi canh. Và ngại gì tôi lại không lên trên này lượm đồ. Lên luôn sao phải ngại. À có dao này. Dao thì nó cũng là một cái vũ khí giúp cho các bạn có thể chống đạn khá là tốt nha. Bình thường là nếu như có cơ hội là mình sẽ dùng chảo. Sau đó lúc chạy, di chuyển thì các bạn có thể để chảo ra sau lưng, hoặc là dao ra sau lưng để có thể chống đạn nha. Thì cái khả năng chống đạn của dao và chảo nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là khoảng cách này. Yếu tố thứ hai là đối thủ dùng ống ngắm mấy x, và tay súng của đối thủ đi vào bao nhiêu. Úi giời ơi, mũ ba này ngon. Nhưng mà chả bù cho tôi gì cả. Có ba lô ba này, mũ ba này, nhưng mà giáp ba đâu mất tiêu rồi. Ây da, có pha mát hả? Lấy luôn pha mát chơi luôn. Combo một súng trường, một súng tiểu liên là ok rồi. Ok, mình sẽ qua căn nhà bên này. Uầy, tứ thương. Ngon, nòng súng 3 luôn. À, nòng súng 3 thì nó vừa tự trang bị sẵn vào cái khẩu súng format của mình rồi. Ô, chỉ là mũ 2 thôi à? À, có MP40 này. Tôi sẽ lấy MP40 luôn. Tay súng 3 kiểu là toàn đồ ngon thôi. Bây giờ chắc là thiếu mỗi cái băng đạn 3 nữa thôi. Chảo này ngon. À, và một cái điều lưu ý dành cho những anh em mà thích chơi lối chơi cận chiến chẳng hạn. Các bạn dùng dao hoặc chảo giết người thì các bạn chọn dao nha. Dao thì sẽ có cái tầm đánh xa tốt hơn so với chảo của chúng ta. Còn lượng sát thương giữa dao và chảo thì nó sẽ như nhau nha. Rồi ngon, mặc dù là đạn súng tiểu liên, rồi là đạn súng trường của mình thì cũng khá là ít, nên là mình sẽ kiểu là phải kiếm thêm thôi. Quầy đậu xanh 33 nữa hả? Gì mà nhiều vậy? Tôi chỉ cần một cái 33 là đủ rồi. Quầy đậu xanh. Đậu xanh, thanh niên nào ở trong cái khu vực tàn tích vậy? À kia rồi, thấy rồi nha. Chạy đi đâu em ơi? Quầy đậu xanh có chảo kia. Trời ơi, có chảo nên là mình bắn không có trúng luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Chảo chống đạn rất là ghê gớm luôn. Thôi xong, khuất tầm nhìn, nên là mình sẽ phải chạy đến gần để tiếp cận mục tiêu thôi. À đây, chỗ này có con xe này. Lấy xe chạy cho nhanh chứ ngại gì mà tôi phải đi bộ. Được rồi, xe đây chứ đâu. Lần này thì chú chết với anh rồi nhá. À kia hả, bắn gì vậy? Né đạn luôn. Bắn gì vậy thanh niên? Uầy.
Một cái chết cực kỳ là đáng lòng. Ơ sao lại kiểu là chết nằm ngay trên chốc cái lều này. Công nhận là hơi bị hài hước anh em ạ. Đấy, và tôi cũng phải lên cái nóc của lều này mới lút được đồ. Vâng, cực kỳ nhiều đạn súng trường, đạn súng tiểu liên. Giáp 2. Đấy, ít ra là còn có cái giáp 2. Không là nãy giờ là mình mặc có giáp 1 thôi à. Ok, tiếp tục lên xe và chạy thôi. Hôm nay thì lý do tại sao mà tôi lại chơi Misa, tại vì là bình thường là mình rất là thích lái xe nên là chơi Misa để lái xe cho nhanh nha. Uầy, thính rơi thì chạy qua lượm thôi. Gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Thanh niên nào mà tốc biến mà chạy nhanh vậy? Quay đậu xanh. Thề luôn, tôi hơi bị sợ ông này. Dù sao thì bạn cũng chết rồi nha. Uầy, cái đậu, chỗ này có người nữa hả? Uầy, di chuyển nhanh vậy. Đây rồi, đây rồi. À đủ, đi lượm thính hả? Gì vậy? Đi lượm thính này thanh niên. Vâng, thế là mình đã dùng xe và đâm chết hai thanh niên luôn. Ồ, thì ra là chỉ là một cái khẩu súng FPD. Thôi kệ, tôi nghỉ anh em ạ. FPD là tôi không có thích chơi cho lắm cơ. Chán cơ bản là như vậy. Mình không thích chơi FPD. Đậu xanh. Đậu xanh. Thanh niên nào vậy? À kia rồi. Chạy đi đâu em ơi? Chết luôn. Cứ tưởng là thế nào cơ. Tôi tưởng là ông bắn ghê như nào nên là mới dám chạy qua kiểu là định ăn tôi. Nhưng mà thật ra là thanh niên kia thì bắn cũng bình thường nên là đai trước mình rồi. Bây giờ là chạy lên để hốt xác thôi nha em ạ. Lúc nãy là giết ông này ở chỗ nào? À, sau tảng đá. Thấy rồi. Hốt xác thôi. Uầy, rất nhiều đạn súng trường, băng đạn các kiểu nữa. Túi cứu thương thì mình sẽ không lượm thêm, vì là hiện tại mình đã có tận 9 túi cứu thương rồi. Ồ, quá ngon rồi. Nếu như mà tôi lượm thêm túi cứu thương nữa thì tôi sẽ không có chỗ chứa cho đạn nha. Nên là anh em kiểu là cân nhắc lựa chọn cái số túi cứu thương vừa phải thôi. Không nên lượm quá nhiều, vì là anh em lượm quá nhiều thì đến lúc cuối trận có khi là còn chưa dùng hết nữa cơ. Nên là lượm vừa phải thôi. Ơ thế khu này không còn ai nữa hả? Đây cái hòm xác. Lút xác tạm cái đã. Quẩy chắn ghê. Hòm xác không có một thứ nào mình cần luôn. Được rồi. Anh em nghĩ là trong cái khu vực thung lũng này còn người không? À có người nha. Quẩy rất là gần luôn. Đâu vậy? Ơ chỗ nào vậy? Trên đồi này hả? Phải không? Tại sao mà tôi chưa thấy vậy? Uầy cái đậu. Chưa thấy luôn nha mọi người. À thì ra là ở phía dưới hả? Á đù thanh niên. Á đù thanh niên. Úi giời. Xong luôn. Cơ bản là thanh niên kia thì cũng thích bắn thôi cơ. Thế là tôi quay lại và sụp luôn bạn ấy. Ồ công nhận là khá là chia buồn cho thanh niên vừa rồi, vì là bạn ấy ra đi cũng khá là sớm. Đây lút xác thôi. Uầy có mỗi một cái khẩu súng UMP nên là tôi cũng chả cần cơ. Ba lô thì chỉ còn chứa được thêm 2% nữa. Không biết là chúng ta nên lượm gì. À có lựu đạn thì ngon. Chúng ta sẽ lượm lựu đạn. Nhưng mà rất là tiếc, mình vẫn chưa có lựu đạn luôn. Lựu đạn thì anh em tranh thủ lượm. Tí nữa nếu như có cơ hội sử dụng thì các bạn có thể đáp lựu đạn để hạ gục đối thủ. Uầy chán ghê cơ. Lựu đạn cũng không có luôn. Công nhận là trận đấu này nghèo lựu đạn thật. Chơi game từ đầu trận đến giờ chưa có lượm được quả lựu đạn nào luôn. Ok, đơn giản là mình có xe nên là mình chạy xe thôi. Chứ là bình thường không có xe thì chúng ta đành phải đi bộ vậy. Uầy gì vậy? Sao lại có con xe nát chỗ kia? Ông nào vừa đến lượm tính hả? Uầy căng thế. Căng vậy mấy ông. À kia rồi. Phía trước mặt chúng ta thì đã có được một cái hòm thính mới. Tôi đang phân vân là không biết có nên ra lượm không. Uầy đậu xanh. Thính nằm ngay giữa biển kiểu kia thì lượm kiểu gì. Trong khi thì vùng an toàn của chúng ta đang thu lại rồi. Căng thẳng thân. Như này thì bỏ thính thôi em ạ.
Kể cả là thính có cô ra thì tôi cũng không ham. Chủ yếu là bây giờ mình đang chạy xe để tìm kiếm những thanh niên. Ông nào mà đang chạy trong cái khu vực này thì chắc chắn là xác định bị đâm xe chết rồi nha. Đâu rồi mấy thanh niên? Các ông chạy đi đâu hết cả rồi vậy? À quên, đúng rồi, nãy giờ thì tôi đã hạ gục được một đống thanh niên ở đây, nên là số lượng người chơi trong cái chỗ này cũng chẳng còn nhiều nữa. Ồ, lại hòm thính nữa hả? Chạy qua lượm luôn, hòm thính này thì khả năng cao mình sẽ lượm được. Đậu xanh, bỏ qua chuyện lượm thính, bây giờ là đuổi theo thanh niên này. Hello bạn ơi, chạy xe gì mà nhanh vậy? Ây, dừng lại đi, dừng lại nói chuyện nào. À, xuống xe rồi hả? Xuống xe rồi hả thanh niên? Úi giời thanh niên, lên xe làm gì vậy? Đi chạy hả? Chạy đi đâu em ơi? Đừng có chạy nha, chú đừng tưởng chú chạy thoát được nha. Uầy, bắn ghê vậy, bắn ghê vậy. Uầy, đắt lựu đạn nữa cơ. Đắt lựu đạn này, công nhận bắn ghê thật, nhưng mà bắn không ghê bằng mình. Ok, lên tròi và bơm máu thôi. Đấy, trước khi bơm máu thì anh em nên lựa chọn một cái chỗ an toàn, để cho trong cái lúc chúng ta bơm máu thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố xung quanh làm cản trở quá trình bơm máu nha. À, một điều nữa là công nhận nhanh thật. Bây giờ là còn 3 thanh niên nữa thôi. À, cứ tình hình này thì tôi lại sắp được top 1 nữa rồi. Vâng, rất nhiều đạn súng trường. Uầy, tay súng 3 này, băng đạn 3 này. Làm sao mà toàn đồ ngon vậy? Đấy, anh em thấy chưa? Hiện tại thì hai khẩu súng trong ba lô của mình thì đều đã được trang bị những cái trang bị súng ngon nhất luôn. Đấy, toàn là đồ tím thế kia cơ mà. À, vào tạm cái nhà vệ sinh này chơi tí nhỉ. Thôi kệ, chạy thôi nha bạn. À, vào đây. Lại có hòm thính nhá. Căng thẳng thật. Bây giờ thì tôi nên chạy hướng nào đây? À, tôi vừa nghĩ ra rồi. Chúng ta sẽ lên trên nóc nhà. Chính xác là như vậy. Tại vì là lên nóc nhà thì các bạn có thể quan sát xung quanh tốt hơn, và đặc biệt là có thể hạ gục những thanh niên đi lượm thính một cách dễ dàng. Đúng rồi, chỗ này thì phải nói là thủ khá là ok. Ơ, nhưng mà cô nhận là xung quanh chỗ này không còn ai nữa hả? Tình hình này chắc là mấy thanh niên kia thì các bạn ấy đã chạy hết vào trong cái vùng an toàn rồi. Tôi bây giờ thì cũng phải chạy bo thôi, vì là bo này cắt máu khá là đau rồi. Ok, tranh thủ chạy qua cái chỗ hòm thính này xem. Không biết là thính đã bị lút chưa cơ. Uầy, đậu xanh, thính bị lút rồi. Nhưng mà khá là hên, vì chúng ta cũng đã có được thêm một cái giáp ba mới. Ơ, mà công nhận thật, bo nhỏ như thế này rồi mà tôi vẫn chưa thấy hai ông kia đâu. Thế thì hai ông kia đang ở đâu vậy? Ở đây và trên khu này thì các bạn có thể ngồi xuống. Đấy, ở chỗ này. Phải nói là chỗ này thì cũng là một cái chỗ núp khá là ok nha mọi người. Mà nếu như đối thủ có ống ngắm 8X thì coi chừng, coi chừng anh em vỡ đầu lúc nào không biết nha. Uầy, đậu xanh thanh niên. Đúng rồi, chạy đi em ơi. Úi giời ơi, chạy làm cái gì vậy? Thật ra là súng thì mình đã trang bị cái nòng giảm thanh rồi, nên là cái lúc mình bắn súng thì bạn ấy không biết mình ở đâu cơ, chỉ biết chạy thôi. Chạy vào trong nhà thì khả năng cao là thanh niên kia vẫn đang còn sống, nhưng mà chạy ra ngoài cái kiểu đấy thì chết là đúng rồi. Đấy, hiện tại thì mình vẫn đang ở trong cái vùng an toàn. Bây giờ là còn đúng một thanh niên duy nhất nha. Thôi kệ, trước hết là mình nằm tạm ở đây để chơi cái đã. Chơi chán thì chúng ta sẽ đi giết người sau. Đấy, chỉ còn có một thanh niên nữa thôi mà. Bây giờ thì một là tôi top 1, còn hai là thanh niên kia còn lại sẽ được top 1, nên là cũng chẳng phải tranh giành nhau nữa. Đấy, cơ hội thắng của mỗi người là 50%. Đây, mình thì vẫn đang rất là bình tĩnh. Mình ngồi trên này để thủ, nhưng mà chưa thấy ai. Đấy, trong bo luôn này. Thế là ông kia đang ở chỗ nào vậy? À, tôi rất là nghi luôn nha.
khả năng cao là ngoài này có người. À thấy rồi, đang chạy kìa, đang chạy kìa. Uầy chạy nhanh vậy, chạy nhanh vậy thanh niên. Rồi xong, anh em thấy chưa, thanh niên đó thì đang núp ở sau cái gốc cây luôn. Được rồi, bây giờ thì tôi nghĩ là tôi sẽ nhảy lên nóc nhà để có thể hạ gục ông dễ hơn. Đúng rồi, trèo cầu thang chỗ này. Tôi nhớ là trên này có lốp xe. Biết ngay mà lốp xe đây chứ đâu. Rồi nhảy lên thôi. Ồ thanh niên kia đâu rồi? À đù, vẫn sau có cây hả? Ồ nhưng mà thanh niên kia là có súng bắn tỉa hay sao ấy? Á đù thập thò này. Ồ có súng bắn tỉa định cắt sọ thôi hả? Hình như là đúng vậy rồi. Thanh niên chú định làm gì? Chạy đi bạn ơi, chạy đi bạn ơi, bo thu rồi kìa. Bo thu rồi kìa, chạy đi bạn ơi. Úi giời thanh niên. Vừa chạy vừa nhảy này. Xong, nhân giống luôn.